Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần lưu ý ngồi học ngay ngắn ở nơi đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình TV, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Hôm nay chúng ta học tiết toán luyện tập tiết 35. Mục tiêu của bài luyện tập này là các em biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số và biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết luyện tập nhé. Bài 1 vở bài tập trang 42, chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân theo mẫu 162 phần 10, 734 phần 10, 5608 phần 100 và 605 phần 100. Các em hãy suy nghĩ cách thực hiện phân số thập phân 162 phần 10 chuyển thành số thập phân. Các em bấm nút dừng video và suy nghĩ trong thời gian 3 phút bắt đầu. Như vậy, 162 phần 10 ta thực hiện phép chia. Ta lấy 162 chia 10, tức là lấy tử số chia cho mẫu số, thì ta được hương là 16 và số dư là 2. Và từ kết quả này, ta sẽ chuyển thành hỗn số với phần nguyên chính là, đúng rồi, phần nguyên chính là thương, kết quả của phép chia. Thế còn phần phân số các em, hoàn toàn chính xác. Phần phân số tử số chính là số dư và mẫu số chính là số chia. Như vậy, 162 phần 10 ta chuyển thành hỗn số là 16 và 2 phần 10 với cách làm như sau. Ta lấy tử số là 162 chia cho mẫu số là 10. Thương tìm được là phần nguyên. Ta viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư và mẫu số là số chia. Các em vừa thực hành bước 1, chuyển phân số thập phân thành hỗn số. Vậy làm thế nào từ hỗn số này 16 và 2 phần 10 ta chuyển thành số thập phân vậy các em? Hãy suy nghĩ xem nào. Đúng rồi đấy các em. Hỗn số này 162 phần 10 bằng 16 và 2 phần 10. Có phần nguyên là 16, phần phân số là 2 phần 10. Do đó ta chuyển thành số thập phân là 16,2. Các em hãy bấm nút dừng video và thực hiện chuyển thành số thập phân đối với 3 phân số thập phân còn lại 975 phần 10, 5608 phần 100, 806 phần 100. Các em thực hiện trong thời gian 3 phút. Các bạn đã thực hiện xong. Như vậy, 975 phần 10 bằng 97 và 5 phần 10 bằng 97,5. 5608 phần 100 bằng 56 và 8 phần 100 bằng 56,08. 806 phần 100 bằng 8 và 6 phần 100 bằng 8,06. Các bạn vừa thực hành chuyển phân số thập phân thành số thập phân theo mẫu. Bây giờ chúng ta hãy vận dụng kiến thức này để thực hành bài tập tiếp theo. Bài 2 trang 42 vở bài tập chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân 1942 phần 100, 6135 phần 1000, 2001 phần 1000. Như vậy bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì? Đúng rồi,
yêu cầu chúng ta chuyển các phân số thành thập phân thành số thập phân. Vậy các bạn hãy bấm nút dừng video và thực hành trong thời gian 3 phút nhé. Như vậy, 1942 phần 100 bằng 19,42, 6135 phần 1000 bằng 6,135, 2001 phần 1000 bằng 2,001. Các bạn vừa thực hành chuyển các phân số thập phân thành số thập phân. Bây giờ, các bạn hãy thực hành đổi đơn vị đo qua bài tập số 3, viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu 2,1m bằng bao nhiêu decimet, 9,75m bằng bao nhiêu cm, 7,08m bằng bao nhiêu cm, 1,01m bằng bao nhiêu cm. Các bạn cùng quan sát mẫu với cô nhé. 2,1m bằng bao nhiêu decimet? Các bạn suy nghĩ xem. Đúng rồi đấy các em, cách làm như sau. 2,1m ta chuyển thành dạng hỗn số là 2 và 1 phần 10m. Phần nguyên chính là 2m. Phần phân số 1 phần 10m ta chuyển thành 1 decimet. Như vậy 2m 1 decimet bằng 21 decimet. Thế bạn nào có cách làm nào khác? À, hoàn toàn chính xác. 2,1m bằng 2 và 1 phần 10m. Ta chuyển 2m thành 20 decimet. 1 phần 10m tức là 1 decimet. Như vậy 20 decimet cộng với 1 decimet tức là bằng 21 decimet. Các bạn đã thực hành rất tốt đổi đơn vị đo độ dài. Bây giờ các bạn hãy vận dụng điều này để thực hành các bài tập còn lại trong bài số 3 nhé. Các bạn bấm dừng video và thực hành trong thời gian 3 phút. Như vậy, 7,08m bằng 708cm, 9,75m bằng 975cm, 1,01m bằng 101cm. Các bạn cho cô biết vì sao các bạn ra được kết quả như vậy. À, hoàn toàn chính xác. Dựa vào mối quan hệ giữa mét và cm, 1m bằng 100cm. 100 có 2 con 0, do đó ta tính nhẩm, ta dời dấu phẩy sang phải 2 chữ số. Phải không nào? Rất giỏi. Chúng ta tiếp tục hoạt động sau nhé. Cô thưởng cho các bạn một trò chơi có tên là trò chơi tìm bạn. Hàng thứ nhất, cô có 4 số được viết dưới dạng số thập phân, phân số thập phân, hỗn số, phân số thập phân. Nhiệm vụ của các bạn là tìm số bằng với những số tương ứng ở hàng thứ nhất. Các bạn hãy thi đua và nhanh chóng thực hiện yêu cầu của trò chơi nhé. Như vậy, 5,2 bằng 52 phần 10, 14 phần 1.000 bằng 0,014, 6 và 7 phần 10 bằng 67 phần 10, 19 phần 10 bằng 1 và 9 phần 10. Các bạn đã rất tích cực tham gia trò chơi và qua tiết học này, các bạn đã nắm được cách chuyển một phân số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập phân và vận dụng điều đó để thực hành đổi đơn vị đo. Cô có lời khen ngợi các bạn. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô có dặn dò với các bạn là các bạn ôn lại kiến thức và chuẩn bị bài sau là bài số thập phân bằng nhau. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt và nhiều sức khỏe.